tái sử dụng 70% hạ tầng. Giá cước không đổi, nhanh hơn 10 lần so với 4G. Mạng 5G Make in Việt Nam, nền tảng quan trọng để nhanh chuyển đổi số. Thưa quý vị, cả 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam đều đã công bố thương mại hóa 5G, mạng viễn thông di động thế hệ mới nhất. Điều đáng nói đây là mạng di động đầu tiên chúng ta có thể tự hào nói về dấu ấn Make in Việt Nam, từ thiết bị mạng tới các thiết bị đầu cuối, thiết bị di động. 5G cũng đã giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách và vươn lên nhóm quốc gia đi đầu về hạ tầng viễn thông. Cách đây 30 năm, Việt Nam song hành cùng thế giới triển khai mạng 2G. Tuy nhiên, ở hai thế hệ tiếp theo, 3G, 4G, Việt Nam tụt hậu tới 7 năm. Còn nay, Việt Nam bứt lên để lọt vào nhóm các nước triển khai sớm 5G. Chúng ta triển khai 5G là dựa trên hạ tầng đã có của 4G, nhà trạm, cột đăng ten, truyền dẫn, tức là 70% là dùng lại được. Chúng ta cũng triển khai 5G với cái tinh thần ý, tức là sẽ dùng chung cơ sở hạ tầng. Và có một cái tin rất là vui là khi chúng ta triển khai diện rộng 5G thì chúng ta sẽ có thiết bị 5G Việt Nam. Và chắc chắn rằng chất lượng tốt, giá rẻ hơn và cũng sẽ tiết kiệm chi phí cho các nhà mạng. Tới đây, dù là người giàu hay người có thu nhập thấp cũng đều có cơ hội được tiếp cận mạng viễn thông thế hệ mới nhất. 5G hiện giờ thì nó cũng phân cấp thành giống như 4G là có điện thoại 5G cao cấp, 5G trung cấp và 5G phổ thông. Thì chúng tôi có thể làm chủ công nghệ toàn bộ các dãy sản phẩm từ cao cấp cho đến phổ thông. Và trong tương lai, hoàn toàn có những điện thoại 5G có giá rẻ tương đương với điện thoại 4G hiện giờ. Chuyển đổi số là một chiến lược quan trọng của quốc gia. 5G được coi là xương sống của chiến lược này. Không sẵn tiền bạc và công nghệ, nhưng theo phương châm thích ứng, hợp tác và tận dụng tối đa những hạ tầng sẵn có, Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ 5G. 5G là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Cam kết thúc đẩy chuyển đổi từ 4G sang 5G của chính phủ Việt Nam sẽ mang lại lợi ích đáng kể cùng các điều kiện để Việt Nam tăng trưởng và phát triển trong tương lai. Theo các chuyên gia, 5G sẽ không hoàn toàn thay thế cho 4G, mà hai mạng viễn thông này sẽ tồn tại song song. 4G sẽ phục vụ kết nối di động, dịch vụ thoại trên diện rộng, trong khi 5G phục vụ các hạ tầng lớn, các tổ hợp thiết bị thông minh. Vậy thì khi nào một người dùng bình thường sẽ thực sự cần chuyển sang mạng viễn thông thế hệ mới? Tại những sự kiện thu hút đông người như các đại nhạc hội, các trận đấu bóng đá, 5G với khả năng kết nối hàng triệu thiết bị trên mỗi cây số vuông sẽ giúp mọi người đều giữ được liên lạc, có thể livestream hay tham gia các tương tác mà mình muốn. Thực tế ảo sẽ được ứng dụng ngày một nhiều trong cuộc sống. Đó là bộ phim mà bạn ưa thích, là giờ học thực hành hay thực hiện những ca phẫu thuật từ xa. Dung lượng lớn, tốc độ cao, độ trễ thấp sẽ là ưu thế của 5G. Khi mà đám mây đang dần thay thế mọi lưu trữ truyền thống, bạn sẽ làm việc liên tục trên Internet, nhanh chóng, không gián đoạn. Đó là sự khác biệt của 5G. Còn đây, nếu bạn định mua một chiếc xe tự hành, nó sẽ cần kết nối liên tục với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cảm biến để vận hành suôn sẻ. Thì đó là lúc bạn không thể nói không với 5G vì chính sự an toàn của mình. Đó là gợi ý của chúng tôi. Còn bạn, khi nào bạn sẽ quyết định thử mạng 5G? Vâng, tốc độ cao gấp nhiều lần mạng 4G, khả năng kết nối nhiều thiết bị khiến những người làm công việc cần nhiều dữ liệu hay thường xuyên di chuyển rất háo hức với 5G. Các nhà mạng hiện đang cung cấp các gói cước 5G với giá thành chỉ tương đương 4G để giúp nhiều người có thể tiếp cận với dịch vụ mới, từ đó đánh giá được nhu cầu thị trường và có các kế hoạch phát triển các dịch vụ tiện ích mới trong tương lai. Theo đại diện Viettel, 5G sẽ giúp tự động hóa hoàn toàn việc vận hành các đô thị thông minh, các nhà máy công nghiệp. Chúng tôi sẽ triển khai các khu công nghiệp, các nhà máy để tạo ra những cái nhà máy mà hoàn toàn coi như là không có công nhân, không có ánh đèn mà sẽ tự động hóa hoàn toàn. Theo các chuyên gia, người dùng chưa nhất thiết phải nâng cấp hay chuyển đổi sang mạng 5G khi mà 4G vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu phổ thông. Mặc dù vậy, với áp lực chuyển đổi số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đòi hỏi sớm ra đời mạng 5G như một sự chuẩn bị cho các công nghệ tương lai. Hạ tầng viễn thông băng rộng di động làm đi trước so với cả các cái nhu cầu của xã hội để hình thành, để đáp ứng được cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cái việc
kế hoạch chuyển đổi số quốc gia cũng như là cái nhu cầu của một cái xã hội số. Theo dự báo của nhà sản xuất thiết bị mạng Cisco, đến năm 2025, số lượng thuê bao 5G tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt 6,3 triệu. Việc triển khai sớm dịch vụ 5G có thể giúp các nhà mạng di động Việt Nam tăng doanh thu thêm 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm bắt đầu từ năm 2025.